Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay là ngày thứ ba. Kính thưa khán giả, một lần nữa Trần Hằng và luật sư Đỗ Phú xin trở lại với quý khán giả trong chương trình bình luận tin tức của SBTN. Rồi xin chào anh Phú ạ. Chào anh Tường Thắng và xin chào quý vị thính giả đài khán thính giả đài truyền hình SBTN. Chúng ta một tuần nữa Dương Tường Thắng nói đó, 7 ngày nữa anh Tường Thắng ha. 7 ngày thì kính thưa quý vị thì chúng ta sẽ có thể có kết quả chứ không phải là có kết quả. Có thể có kết quả. Nhưng mà cũng nhớ 7 ngày trước. Đúng ra là 9 ngày trước đó thì nó có trong cuộc tranh cử 2016 thì nó có sự kiện là cũng đúng vào cái ngày thứ 9 trước cái cuộc bỏ phiếu đó. Cái cuộc bỏ phiếu là năm ngoái là ngày 8 tây tháng 11. Tại nó rớt vào ngày thứ 3, năm nay là 3 tây tháng 11, kính thưa quý khán giả. Thì lúc đó là ông giám đốc cơ quan FBI là ông Comey. Ông tung ra một cái bản tin gọi là October Surprise, là một cái quả bom nổ vào tháng 10. Qua đó nói rằng là cơ quan FBI tìm thấy một số các email có thể là của bà Clinton, được chứa ở trong cái máy laptop của một người làm việc, cộng sự viên làm việc, cố vấn cao cấp của bà. Thì cái tin này, và cho nên FBI đều mở một cái cuộc điều tra mới. Mới đầu thì đã dẹp cái vụ điều tra về cái những email trên cái máy chủ được đặt tại nhà riêng của bà ứng cử viên Clinton. Xong rồi, nói là đóng cửa rồi. Đùng một cái nổ ra cái vụ này, kính thưa quý vị, mà lúc đó tất cả những cuộc thăm dò cho thấy là bà Clinton đang dẫn đầu ông Trump. Nhưng mà sau cái vụ tin này nổ ra thì chúng ta thấy là cái mức độ thăm dò càng ngày, cái sự ủng hộ càng giảm, và kết quả thì chúng ta đã biết rồi. Thì nhiều người cũng mong đợi rằng là có thể là trong cái tháng 10 này, còn 7 ngày nữa sẽ có một cái tin nào đó đánh ông Biden, một cái bom, trái bom nổ đánh ông Biden. Nhưng mà cuối cùng thì chẳng có trái bom nào ngoài trừ cái việc ở cái trái bom của Rudy Giuliani, là một ông luật sư bạn thân của ông Trump đưa ra. Ông nói rằng nó tìm thấy một cái máy laptop của con trai ông Biden là Hunter Biden, đem đi sửa rồi bỏ quên. Tìm thấy một số email trong đó có liên lạc với lại Ukraine, buôn bán với Ukraine và có dính dáng ông Joe Biden. Kính thưa ông giả, nghe nó hơi buồn cười. Một người mà có tiền như ông Hunter Biden có cần phải đem cái máy laptop đi sửa không, kính thưa quý khán giả? Cái máy laptop có 500 bạc à, ông mua cái máy mới với tội gì phải đem đi sửa để lọt rồi để quên rồi đến cái độ mà cái người sửa cái đó mà giờ đem nộp cho, tức là cho ông Rudy Giuliani, tức là không nhòm ngó tới cái máy đó. Nó không hợp cái lý. Tin đó là tôi nghĩ đó là một tin của quá non đến từng nắng ơi, hoặc là tin đó tìm cái tin ở đâu ra đó. FBI nói rằng có thể là Nga tìm cách đưa những thông tin này qua tay của Rudy Giuliani để mà chơi ông có thể ông là Biden. Tại vì cái chuyện câu chuyện mà nổi cái laptop mà để quên rồi xong rồi tới tay của ông Rudy Giuliani nữa mà đi sửa computer nữa, cho nên nghe chuyện rất là buồn cười. Kính thưa quý vị, mà để một điểm thứ hai nữa, kính thưa quý vị, nó có một cái điều rất là đặc biệt như thế này. Cái máy laptop đó được biết rằng là những cái email đó là FBI đã có từ tháng 12 rồi. Theo tin là tháng 12 năm ngoái rồi. Mà tới bây giờ cái 10 tháng rồi FBI không nói gì hết. Có nghĩa là nó chả có cái gì. Mà chúng ta cũng phải nhớ là thời bà Clinton bị điều tra đó, là thời đó thời dưới thời Tổng thống Obama. Vẫn còn đang làm Tổng thống. Mà bà Clinton đã bị điều tra rồi. Cho nên vấn đề mà cơ quan FBI là một cơ quan độc lập. Họ điều tra không cần biết anh là phe nào và ai đang là Tổng thống. Cho nên trong trường hợp này còn 7 ngày nữa thì chúng ta không thấy một trái bom nào. Bên phía ông Trump đang hy vọng một cái trái bom nào nổ ra để thay đổi về cái cán cân. Mặc dù nó nghiêng về ông Biden một chút trong những cái chuyện mà bầu cử của những cái tiểu bang mà gọi là sắp xỉ đó anh Tường Thắng. Mà nó gọi là battleground, những cái tờ bản quan trọng đó, thì ông Trump ông cần một trái bom. Thì trái bom nó tung ra chỉ cái Fox News là họ đưa tin thôi, chứ đâu có hãng tin, đâu có hãng thông tấn nào của Hoa Kỳ đưa tin. Chưa thấy. Nó không thèm để ý. Chúng ta có một trái bom hôm qua anh Tường Thắng. Là phía bên ông Michael Pence á, ông đi tranh cử đó, nguyên cái nội các của ông
bị coronavirus hết. 5 người. Đó là trái bom của bên ông Trump. Dạ, bên ông Trump nó cho thấy đó cái gì? Cho thấy về cái cung cách điều khiển và kiểm soát cái dịch bệnh coronavirus của tòa Bạch Ốc nó như thế nào. Đến Mitch McConnell, chủ tịch thượng viện của Hoa Kỳ, nói là từ tháng 8 tới giờ tôi không hề bước chân tới tòa Bạch Ốc. Và cái trái bom nữa là cái chuyện mà ông Michael Pence ông bị á, ông tổng thống, phó tổng thống Michael Pence ông bị với lại những người nhân viên của ông đã bị đó. Yeah. Thì nói về cái sự cầu thả của tòa Bạch Ốc và luôn cả tổng thống tới phó tổng thống. Bây giờ tới thượng viện họ mới đặt câu hỏi ra là thế thì ông Michael Pence có nên giữ cái chức năng mà điều khiển cái buổi mà chấp thuận bà Amy Barnett, không? Barnett. Thì trong trường hợp này là cái bệnh lây lan đó thì ông Michael Pence liệu có được hay không? Yeah. Và thứ nhì nữa đó thì ông tổng thống Trump cũng lên nó bảo vệ lại nó bảo nhưng mà ông Michael Pence là essential worker, có nghĩa là người rất là quan trọng trong cái vấn đề mà làm việc của chính phủ liên bang. Yeah. Cho nên á ông bắt buộc phải có mặt ở cái chuyện đó, ông được cái ngoại lệ chứ không phải tuân thủ theo CDC là self quarantine ở nhà, tức là phải giữ ở nhà. Cho nên trái bom đó, trái bom mới nhất của phía bên tổng thống Trump, chúng ta thấy bom của bên tổng thống Trump lại nổ ra thêm trái bom nữa. Anh dùng cái chữ cẩu thả là đúng nhất thưa anh Phụ và thưa quý khán giả, là bởi vì ông Mitch McConnell ông không có dùng cái danh từ cẩu thả, nhưng mà hàm ý của ông là bên đó cẩu thả quá tôi không tới. Năm nay ổng gần 80 rồi, vô dính một cái là chưa là đi lên thiên ông đường liền. Ông đi luôn đó, đúng cho đó. Nên ổng đâu có dám quá. Mà ổng nói là bên thượng viện tôi bắt tất cả mọi người đeo khẩu trang, tất cả mọi người phải cách ly 6 feet. Còn qua bên kia nó không đeo, bên cái tòa không có đeo gì hết đó. Chứ tôi không có quá, cần gì nói điện thoại. Đó là vấn đề mà chính sách của một nguyên thủ quốc gia đối với nhân viên mình cầu thả. Thì đối với toàn thể, toàn quốc Hoa Kỳ, nó cầu thả nó lây ra. Chính vì vậy mà ông chánh văn phòng của tòa Bạch Ốc ngày hôm Chủ nhật khi trả lời với đài truyền hình CNN đã nói rằng tòa Bạch Ốc bây giờ không có we are not going to control. Tức là chúng tôi sẽ không kiểm soát bệnh dịch coronavirus nữa, mà chúng tôi chỉ lo cố gắng làm sao có vaccine. Có nghĩa là tiểu bang tự lo lấy, mạnh ai nấy sống. Sống chết mặc bay, cứ việc kiểm soát, cứ việc không. Nếu không thích đeo khẩu trang cứ tự động rồi đem về nhà rồi bệnh. Không cần tức biết. Là không có đóng một vai trò lãnh đạo nữa. Yeah. Sống chết là mặc quý vị, chứ chúng tôi cái câu trả lời giống như là chúng tôi không còn vai trò lãnh đạo nữa. Yeah. Sống chết mặc quý vị. Yeah, còn cái chuyện là bây giờ chúng tôi lo tìm hiểu cái nguồn vaccine thôi. Yeah. Chứ còn chuyện mà lỡ chết thì đáng chịu. Yeah, đó là cái thái độ của một cái tòa Bạch Ốc mà của tổng thống Trump là họ gọi là không đứng ra để lãnh đạo đất nước trong cái coronavirus, và đó là cái ông ta đang bị đánh nhiều nhất. Dạ, và bị tấn công nhiều nhất trong cái kỳ bầu cử này. Dạ vâng, và cái ảnh hưởng nó ảnh hưởng nó phản ánh ngay trên thị trường chứng khoán vào ngày hôm thứ hai. Và lúc gần 12 giờ rưỡi trưa, kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán đã rớt gần, có lần nó rớt gần 900 điểm. Phản ánh ngay lập tức, không phải chỉ coronavirus chỉ tại Hoa Kỳ không mà cả Âu Châu nữa. Âu Châu bây giờ phải đóng cửa giới nghiêm, từ Pháp, Tây Ban Nha, rồi bên Ý, tất cả đều phải đóng cửa, kính thưa quý khán giả. Mà bên đó nó không bầu cử gì hết nha, nó vẫn đóng cửa, con số vẫn tăng. Còn ở bên đây đó thì nói rằng là sau bầu cử hết rồi, sau bầu cử corona nó biến mất rồi, kính thưa quý khán giả. Ở bên kia nó đâu bầu cử gì đâu mà sao nó không biến gì đó mà nó càng tăng. Kính thưa quý khán giả, chúng ta trở lại cái con số thăm dò ở các tiểu bang chính trường một chút. Đài CBS vừa mới tung ra một cái cuộc thăm dò tại ba tiểu bang kính thưa quý vị, đó là Florida, Georgia và North Carolina. Thì ở đây đó, kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhìn vào hai cái bảng thăm dò này á, thì chúng ta thấy rằng là ba cái tiểu bang này á, những người á khi được hỏi rằng là vị nào sẽ là người lo lắng và giải quyết về bệnh dịch coronavirus, tất cả cử tri của ba tiểu bang đều nói ông Biden. Trong khi tổng thống Trump chỉ được có 13, 15 và 12 tại từng tiểu bang. Cái hình kế tiếp, kính thưa quý khán giả, một cái hình kế tiếp đó là những cử tri Florida khi được hỏi rằng là cái yếu tố quan trọng nhất để bầu cho một vị tổng thống là cái gì, thì coronavirus 91% bầu cho ông Biden, trong khi chỉ có 45% là bầu cho ông Trump thôi. Về thứ ba đó là về vấn đề kinh tế đó, thì 74% là bầu cho ông Biden và 96% bầu cho tổng thống Trump. Về di dân thì 45% bầu cho ông Biden và 79% bầu cho tổng thống Trump. Thì chúng ta dựa vào cái câu trả lời của các cử tri ở tiểu bang Florida này, thì những người nào mà bầu cho tổng thống Trump á, thì thường họ quan tâm nhiều vấn đề kinh tế, vấn đề di dân. Và những người nào bầu cho ông Biden á, là thường đó là họ lo lắng về vấn đề coronavirus. Cho nên coronavirus vẫn là một cái vai trò rất là quan trọng trong cuộc bầu cử. Những người bầu cử cho Biden. Dạ, Biden. Bầu cho Biden á. Cái hình kế tiếp, kính thưa quý vị, tại đối với cử tri tại tiểu bang Florida thì khi được hỏi ai là người có thể làm kinh tế tốt nhất
thì Tổng thống Trump đạt được 50% trong trường hợp này, và ông Biden chỉ được 42%. Cái hình kế tiếp, kính thưa khán giả, ở tại tiểu bang Florida thì khi được hỏi rằng là bầu cho ai, thì chúng ta thấy là ông Biden được 50% và Tổng thống Trump được 48%. Tức là chúng ta thấy là ông Biden dẫn trước 2 điểm. Hiện giờ? Hiện tại. Nhưng mà nên nhớ rằng là 2 điểm này là nằm trong cái sweet spot của margin error. Trong tức cái là bị lỗi đó. Bị lỗi, bị error khi mà người ta thăm dò. Tại vì người ta chỉ có hỏi cái khoảng 3.500 cử tri thôi. Đúng rồi, nó là con số mà ngay giữa trường xanh đó. Dạ, ngay giữa trường xanh. Như cho nên con số này cũng... Không cũng, ai biết ai thắng đâu. Nó, nhưng mà nó đều cho thấy là rất là nghiêng ngã. Và cử tri Florida đang muốn nghiêng về ông Biden. Rõ ràng như mới thấy, mặc dù là 2% khác biệt. Và cái hình kế tiếp là tại tiểu bang Georgia. Tiểu bang Georgia thì 49-49. Tiểu bang Georgia là tiểu bang đỏ đấy, từng thắng. Từ xưa giờ phải tiểu bang đỏ. Tiểu bang đỏ, cái đặc biệt là tiểu bang đỏ mà tại sao bây giờ ông Biden ngang ngửa. Đó, cái đó là quan trọng. Tại cũng chỉ vì vấn đề hồi nãy mình đã cái hình rồi mà đó. Tất cả mọi người đều lo lắng là coronavirus. Đó là lý do. Và cái hình, và một cái tiểu bang chiến trường nữa là North Carolina, kính thưa quý khán giả, thì ở đây đó thì ông Biden được 51%. Đây là cũng là một tiểu bang mà chiến trường, nhưng mà tiểu bang North Carolina thì thắng, nó là swing state, tức là tiểu bang mà nó ngả nghiêng. À, chứ không phải là lúc nào cũng theo phía Biden. Lúc nào cũng đỏ, lúc nào cũng xanh. Rồi. À. Vâng, chúng ta thấy rằng là đó, cái hình cho thấy là ông Biden được 51 trong khi Tổng thống Trump được 47, 3 điểm khác nhau. Thì chúng ta thấy ở ba cái tiểu bang đó thì cái tiểu bang mà gọi là có thể mà ông Biden nắm được phần, nghĩa là ba tiểu bang này cái xích xoát giữa 2-3% của cái error, đó là cái bị lỗi trong lúc mình thăm dò đó, thì chúng ta thấy đây là ba tiểu bang nó đang hơi nghiêng một chút, hơi một chút về hơi một chút Biden. Về phía ông Biden, cũng chỉ vì coronavirus. Và trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay, thì rất xin mời quý vị theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có $9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.